Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu cái vấn đề thứ ba trong cái phần là hạt nhân nguyên tử. Đấy là vấn đề về phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn. Đầu tiên chúng ta có cái định nghĩa về phản ứng hạt nhân. Định nghĩa phát biểu như sau: mọi quá trình dẫn tới sự biến đổi hạt nhân này thành hạt nhân khác được gọi là phản ứng hạt nhân. Đấy, thì chúng ta có cái mô hình, chúng ta có hai cái hạt nhân. Hạt nhân thứ nhất là có hai nucleon, hạt nhân thứ hai có 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng không? Thì hai hạt nhân này tương tác với nhau. Tức là trong cái quá cái giai đoạn này gọi là giai đoạn chuyển tiếp, thì kết quả của tương tác nó hình thành hai hạt nhân mới. Thì chúng ta phân biệt hạt nhân mới nó khác biệt ở chỗ này các em ạ. Ở chỗ này là hạt nhân cũ của nó là hai hạt, là một hạt có một proton, một hạt là có ba proton. Thì cái hạt nhân mới của ta là chỉ có hai proton thôi, tức là thay đổi về mặt là cấu trúc hạt nhân. Cho nên cái chỗ này á, là cái về mặt phân loại phản hạt nhân người ta chia nó làm là hai loại. Loại thứ nhất là loại tự phát phân rã. Thì loại tự phát phân rã chúng ta có một hạt nhân ban đầu, hạt nhân này kém bền, nó tự bẻ thành hai cái hạt nhân mới x phẩy và y phẩy. Thì cái loại phản ứng này là con người chúng ta phát hiện sự tồn tại của nó trong tự nhiên nhưng mà chưa có can thiệp được vào cái quá trình phản ứng này. Cái loại thứ hai là loại các hạt nhân nó tương tác với nhau. Thì chúng ta giả định có hai hạt x và y tương tác nhau tạo thành hai hạt x phẩy và y phẩy. Các em lưu ý là cái phương trình mà thầy viết đây là chẳng qua là mang tính chất quy ước thôi nha. Tức là các cái hạt tạo thành có thể không phải hai hạt mà ba bốn hạt cũng được. Các hạt tham gia này thì thông thường là hai, nhưng cũng có thể ba chẳng hạn, vân vân. Thì cái này là phương trình viết mang tính chất là quy ước chứ không có nhắc nhắc là cứ hai hạt tương tác với nhau là tạo ra hai hạt mới, có thể nhiều hơn. Và cái phản ứng mà tương tác các hạt nhân tương tác với nhau này á, là có hai loại, nó có thể tự xảy ra tự nhiên hoặc là do con người thực hiện. Thì người ta gọi nó là phản ứng nhân tạo, nếu con người thực hiện gọi là phản ứng nhân tạo. Một cái điều mà chúng ta cần đặc biệt chú ý trong cái việc phản hạt nhân ấy, đấy là để mà phản thực hiện á, thì các hạt này đúng không ạ, nó bị phá vỡ. Khi mà các hạt nhân nó bị phá vỡ, đương nhiên khối lượng nó thay đổi. Các em nhớ lại cái chỗ mà năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng ấy, thì chúng ta lưu ý rằng các hạt riêng lẻ thì khối lượng bao giờ cũng lớn hơn khối lượng hạt nhân. Nhưng mà như vậy thì vấn đề ngược lại là từ khối lượng hạt nhân mà vỡ ra thành các nucleon riêng lẻ thì khối lượng nó sẽ tăng lên một chút. Cái lượng tăng lên đó gọi là độ hộp khối đấy. Và đương nhiên là sau đó các nu riêng lẻ này nó là tổng hợp thành hạt nhân mới thì nó lại tiếp tục xảy ra hộp khối một lần nữa. Cho nên ở đây kết luận rất đơn giản là sự phá vỡ các hạt trước và sau phản ứng, đúng không? Và tổng hợp thành hạt nhân mới dẫn đến thay đổi nguyên tố. Cái này vừa phân tích xong ban nãy. Và cái thứ hai nữa là thay đổi khối lượng nghỉ. Đó. Và tất nhiên thay đổi khối lượng dẫn tới là sẽ có năng lượng, thì ta sẽ bàn ở cái vấn đề tiếp theo. Một vấn đề tôi muốn chia sẻ nữa trong cái phản ứng nhân này là các em chú ý ha, tức là có thay đổi nguyên tố nha. Đây là sự khác biệt về mặt phản ứng nhân so với phản ứng hóa hạt. Cái phản ứng hóa hạt ấy thì là chỉ có thay đổi liên kết giữa các nguyên tử và tạo ra cái hợp chất mới. Tôi không rành về hóa nhưng tôi lấy ví dụ đơn giản là oxy với hydro thì nó sẽ ra là H2O, tức là nước. Thì đằng nào trong đó nó cũng có hydro và oxy. Tức là cái nguyên tố nó không có thay đổi được, nó chỉ thay đổi liên kết giữa các cái phân tử thôi. Còn trong phản ứng hạt nhân là thay đổi về mặt nguyên tố. Bây giờ ta sang cái vấn đề về phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn. Thì bây giờ về mặt mô hình tôi có là hai cái hạt x và y tương tác nhau tạo thành hai cái hạt là x phẩy và y phẩy. Ký hiệu hạt thứ nhất là có số proton là Z1, số khối A1. Hạt y này là có proton Z2, số khối là A2. Hạt x phẩy, y phẩy tương ứng Z3A3 và Z4A4. Ở đây có bốn cái định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân được vận dụng và được áp dụng đúng. Thì tôi sẽ giới thiệu hai cái định luật bảo toàn đầu tiên. Đấy là định luật bảo toàn điện tích. Thì phát biểu định luật này như sau: thì hệ tương tác giữa các hạt là hệ kín, cho nên tổng điện tích hệ bảo toàn. Về mặt biểu thức thì thế này: điện tích của cái hạt nhân X là bằng Z lần E. Nhớ là Z nhân E, E là điện tích nguyên tố ấy. Điện tích hạt nhân Y sẽ là Z2E.
Như vậy chúng ta tổng điện tích các hạt tham gia phản ứng là Z1 cộng Z2 nhân cho E. Tương tự như vậy, tổng điện tích các hạt tạo thành sao phản ứng sẽ là Z3 cộng Z4 nhân cho E. Chúng ta sẽ rút gọn hai cái chữ E hai bên đi. Chúng ta sẽ còn lại một cái phương trình nó đơn giản, tinh giản hơn. Đó là Z1 cộng Z2 bằng Z3 cộng Z4. Tí nữa ta sẽ nói rõ hơn cái chỗ này. Và chúng ta đừng có nhầm lẫn nha. Đôi khi nhầm lẫn là viết như thế này, chúng ta lại tưởng là Z1 là số phù rờ tâm. Khi nãy tôi có nói là cái này là phù rờ tâm đấy. Trong cái ký hiệu hợp nhân. Nhưng mà cũng không có nhầm lẫn là Z1 cộng Z2 bằng Z3 cộng Z4 là hóa ra là tổng số phù rờ tâm các hạt tham gia phản ứng là bằng tổng số phù rờ tâm các hạt hình thành sau phản ứng. Là cái này không đúng. Cái này không đúng. Cái này chỉ là bảo toàn điện tích. Xin nhắc lại là như thế. Cái định luật bảo toàn thứ hai đấy là bảo toàn số khối. Định luật này phát biểu thì có trong sách giáo khoa các em, tức là phờ rồ tông có thể biến đổi thành nơ trong và ngược lại, tức là nơ trong có thể biến đổi thành phờ rồ tông, nhưng tổng của chúng, tức là tổng số nucleon các hạt tham gia phản ứng và tổng số nucleon các hạt tạo thành sao phản ứng là bằng nhau, tức là A3 cộng A4 thì là bằng A1 cộng A2. Thì để mà hiểu rõ hơn hai cái định luật này thì tôi nêu ra một cái ví dụ. Ví dụ của tôi là một cái hạt nhân C614, đây là đồng vị carbon 614. Hạt nhân này kém bền, tự phát phân rã ra một cái hạt là electron và một hạt là nitơ. Thì nitơ này là hạt nhân này là 714. Còn cái electron ấy, xin nói lại với các em là nó không phải hạt nhân. Đúng không? Nó là một hạt sơ cấp. Nhưng mà về mặt nguyên tắc thì nó vẫn, cái phản ứng này vẫn cứ là phản ứng hạt nhân, bởi vì nguyên tắc là mọi quá trình dẫn tới sự biến đổi hạt nhân đều gọi phản ứng hạt nhân. Thì những cái hạt sơ cấp mà chúng ta biết, ví dụ như proton, neutron, electron, thì là ký hiệu theo kiểu hạt nhân chứ nó không phải hạt nhân nhé. Ký hiệu theo kiểu hạt nhân ở đây là gì? Nó không chứa proton nào, nucleon nào, cho nên chỗ này số 0, và nó mang điện tích âm nguyên tố, cho nên viết chỗ này số 1. Cái số -1 đây không phải số proton. Nó là ký hiệu theo kiểu hạt nhân. Bữa nay chúng ta sẽ học thêm là proton chính là cái hạt hiro 11 đấy, neutron chính là hạt 01, ví dụ thế. Chúng ta sẽ từ từ trong chương này chúng ta sẽ biết thêm được nhiều ký hiệu. Thì cái phân tích cái ví dụ này có một cái ý nghĩa như sau. Ở phía bên trước phản ứng này, cái này này, hạt carbon này có 6 proton. Thì qua đây sau phản ứng này, các em nhìn thấy là N này có 7 proton. Cái này không có, có nghĩa là trước đó 6, sau đó thành 7. Điều này chứng tỏ đã có một nơ trong biến đổi thành proton. Đúng không ạ? Đấy, đã có một nơ trong biến đổi thành proton. Tuy nhiên là cái tổng này, A1 cộng A2 bằng A3 cộng A4, tức là số tổng số nu là không đổi. Nhưng mà proton thì nơ trong biến đổi thành proton. Và khẳng định rằng là không có bảo toàn số proton, chỉ có bảo toàn điện tích. Xin khẳng định lại một lần nữa như vậy. Bây giờ ta sang cái hai cái định luật bảo toàn tiếp theo. Đấy là định luật bảo toàn năng lượng toàn phần. Trước nay chúng ta chỉ quen nghe nói là định luật bảo toàn năng lượng chấm hết. Tức là những cái điều mà chúng ta thường nói trước đây là chỉ áp dụng với cơ học cổ điển. Thì hôm nay chúng ta trong phần vật lý học hiện đại này, chúng ta lại xem cái, có thêm khái niệm nữa là năng lượng toàn phần. Thì cái tôi sẽ mô tả định luật này như sau. Năng lượng toàn phần của hạt X cộng cho năng lượng toàn phần của hạt Y, hay là tổng năng lượng toàn phần của các hạt tham gia phản ứng, năng lượng toàn phần của hạt X phẩy và năng lượng toàn phần của hạt Y phẩy là tổng năng lượng toàn phần của các hạt tạo thành. Về nguyên tắc thì bảo toàn năng lượng được viết như sau: AX cộng AY là tổng năng lượng toàn phần bằng AX phẩy cộng AY phẩy. Cái năng lượng toàn phần của một hạt ấy, theo thuyết tương đối Einstein ấy, là nó bao gồm năng lượng nghĩ và động năng. Đấy, cái AX này nó bao gồm năng lượng nghĩ MX nhân C bình cộng với động năng hạt X. Cái MX nhân C bình từ nay là khối lượng này, khối lượng nghĩ nghe các em. Nó là khối lượng nghĩ, không phải khối lượng tương đối tính, bởi vì tôi đã chia thành là năng lượng nghĩ cộng động năng rồi. Đấy, cái năng lượng hạt Y tương tự như vậy là MY nhân C bình và động năng của nó là VKY, tổng hai cái này, tức là năng lượng nghĩ cộng động năng thì ra năng lượng toàn phần AY. Một cách tương tự cho hạt X phẩy và hạt Y phẩy, chúng ta cũng có
năng lượng toàn phần mỗi hạt bao gồm năng lượng nghĩ cộng với động năng. Nếu tôi gom tất cả các cái năng lượng nghĩ của hạt x và hạt y thành là mx cộng my nhân c bình, gọi là m0. M0 này là tổng khối lượng nghĩ các hạt x và y trước phản ứng. Thì tôi, cái này tôi được là m0 c bình cộng tổng động năng các hạt x và y trước phản ứng là v kép y x cộng v kép y, tôi gọi là v kép 0. Thì cái này là năng lượng toàn phần trước phản ứng bao gồm năng lượng nghĩ của các hạt trước phản ứng cộng với tổng động năng các hạt. Ở cái dòng thứ ba này thì đúng bảo toàn. Định luật bảo toàn thứ tư được áp dụng trong phản ứng hạt nhân, đấy là định luật bảo toàn động lượng. Thì tôi nhắc lại sơ một chút, tức là cái động lượng phê được tính là bằng m nhân v. Cái này ở lớp 10 chúng ta có học rồi, phê bằng m nhân v. Chỉ khác điều là cái m này không phải là khối lượng nghĩ như các em, m này là khối lượng tương đối tính đấy, là nó là bằng m rho chia k bằng 2 cộng 1 trừ v bình c bình. Nếu chúng ta tính trong thuyết tương đối, nhưng mà cái này chúng ta không có nghiên cứu sâu, mà chúng ta chỉ cần biết là định luật này áp dụng trong phản ứng hạt nhân là như sau. Tức là tổng động lượng của các hạt trước phản ứng gồm có phê x cộng phê y bằng tổng động lượng các hạt sau phản ứng gồm có phê x phải cộng phê y phải. Và bảo toàn động lượng ở đây là bảo toàn vector. Xin nhắc lại là bảo toàn vector. Sau khi tìm hiểu về các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái phần là năng lượng của phản ứng hạt nhân. Thì chúng ta nhìn lại cái phản ứng hạt nhân thì chúng ta thấy rằng là tổng khối lượng nghĩ của các hạt nhân trước và sau phản ứng là không bằng nhau. Giải thích vì sao nó không bằng nhau thì nó cũng là một cái vấn đề khá là dài, nhưng bây giờ có thể nói ngắn gọn là do hụt khối của các hạt là khác nhau. Thì ban nãy trong cái phần mà định nghĩa phản hạt nhân ấy, thì thầy có chia sẻ là các nucleon riêng lẻ đúng không ạ, tổng hợp thành hạt nhân thì đương nhiên là bị hụt khối lượng, một lượng là delta m nhỏ. Nhưng mà bây giờ ngược lại, từ một hạt nhân mà vỡ thành các nucleon riêng lẻ thì khối lượng nó phải tăng lên. Thì cái phản ứng hạt nhân nó thực hiện hai cái quá trình, là quá trình đầu tiên là phá vỡ các cái hạt nhân thành các nu riêng lẻ và sau đó tổng hợp các nu thành các hạt nhân mới. Như vậy là sẽ có sự thay đổi về khối lượng của các hạt trước và sau phản ứng. Nếu m gia rho tức là tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng lớn hơn m tức là tổng khối lượng các hạt sau phản ứng thì người ta gọi phản ứng này là phản ứng tỏa năng lượng. Ngược lại, nếu m gia rho bé hơn m thì người ta gọi phản ứng này là phản ứng thu năng lượng. Và cái năng lượng tỏa hoặc thu của phản ứng thì được tính bằng công thức là m rho trừ m nhân với c bình. Tất nhiên là ở đây tôi đang định nghĩa về mặt độ lớn cho nên lấy tuyệt đối, bởi vì nó sẽ có hai cái khả năng là m rho trừ m nó dương hoặc m rho trừ m nó âm. Còn trong quá trình tính toán thì nếu chúng ta đã khẳng định trước được là tỏa hay thu thì chúng ta có thể kết luận, ta giải, ta lấy m rho trừ m bình thường, nếu ra số dương chúng ta khẳng định nó tỏa, mà nếu ra số âm thì chúng ta khẳng định là phản nó thu. Còn nếu người ta hỏi đề bài, người ta hỏi mình tính cái phần năng lượng tỏa thu thì chúng ta chỉ cần lấy độ lớn. Đấy, thì cái m rho đây tức là tổng khối lượng nghĩ của các hạt trước phản ứng, cái m tổng khối lượng nghĩ hạt sau phản ứng. Tất nhiên là chỗ này thì các em thấy rằng nếu chúng ta chuyển phế đúng không ạ, thì nó sẽ được là bằng v kép trừ v kép o nữa. Thì cái này ở trong cái phần là chú ý tiếp theo thì tôi có chia sẻ thêm một số cái kỹ năng và cái kinh nghiệm trong cái quá trình làm toán. Thứ nhất là với các cái phản ứng thu năng lượng thì chúng ta cần cung cấp cho các cái hạt một cái động năng ban đầu để thực hiện phản ứng. Tức là phản ứng nó không tự xảy ra được, chúng ta cần các hạt ban đầu nó phải có động năng để nó tiếp cận lại nhau và tương tác cái hạt nhân với nhau. Đấy, cho nên là phản ứng thu năng lượng thì cần phải cung cấp năng lượng ban đầu, tức là dưới dạng động năng các hạt để thực hiện. Phản ứng tỏa năng lượng thì có thể là không cần, nhưng phản ứng thu thì chắc chắn phải cần. Cái vấn đề thứ hai là bởi vì trong cái phần vật lý hạt nhân này chúng ta tính năng lượng các hạt ấy là tính bằng thuyết tương đối, tức là E bằng MC bình. Như vậy rõ ràng là cái động năng mà tính bằng MV bình trên 2 là nó không còn ý nghĩa nữa. Tuy nhiên thì trên thực tế các hạt tham gia hoặc là tạo thành sau phản ứng có tốc độ là không quá lớn. Ở đây là không quá lớn so với C đấy. Cho nên cái tỷ số mà V trên C nó rất là bé, có thể bỏ qua được.
và việc xét đến các cái hiệu ứng tương đối tính trong việc tính động năng các hạt là không cần thiết. Vì vậy, việc tính động năng hạt vẫn được tính như cơ học cổ điển là bằng 1 phần 2 m v bình. Thì cái m ở đây chúng ta hiểu là khối lượng nghĩ của hạt bình thường, đúng không ạ? Và tất nhiên chúng ta biết rằng là động lượng cũng tương tự như vậy, bằng m nhân v, và suy ra là có một cái liên hệ này thường dùng trong các cái bài toán, tức là phê bình phương bằng 2 lần m v kép. Thì cái này đơn giản thôi, phê bằng m nhân v, các em bình phương lên là m bình nhân v bình, thêm bớt số 2 vào nữa thì chúng ta sẽ được là cái liên hệ là phê bình phương bằng 2 m v kép. Đấy, m tính là khối lượng nghĩ bình thường, tức là chúng ta không tính tới hiệu ứng tương đối tính. Một cái kinh nghiệm nữa trong việc tính năng lượng tỏa và thu của phản ứng là có 3 cách tính. Ba cái tính này cụ thể là được biểu thị như sau. Thứ nhất, nếu như chúng ta biết khối lượng của các hạt nhân trước và sau phản ứng thì việc tính năng lượng tỏa và thu theo định nghĩa quá dễ, m rho trừ m nhân c bình. Cái mô hình biểu diễn cái năng lượng bảo toàn năng lượng phản ứng như sau các em ạ. Tức là đây là cái biểu đồ cột nha. Cái cột này tính từ ở cái vị trí thấp nhất tới vị trí cao nhất là tổng năng lượng toàn phần của các hạt, nó chia làm hai phần, phần năng lượng nghĩ cộng động năng. Sau khi phản ứng xảy ra thì năng lượng toàn phần không đổi, như vậy độ dài hai cột này phải bằng nhau. Nhưng cái khối lượng nghĩ nó thay đổi, và vì vậy năng lượng ở cái mô hình thứ nhất này, cái phản ứng này nó tỏa năng lượng, và cái phần năng lượng tỏa là chính tôi biểu diễn bằng cái phần màu tím này, tức là bằng m rho trừ m nhân c bình, đúng không ạ? Đúng cái delta v kép này. Nhưng mà việc tính bằng m rho trừ m nhân c bình là nó thuận lợi nếu như các người ta cho biết khối lượng các hạt. Còn những cái bài toán mà người ta cho mình biết động năng hoặc động lượng các hạt ấy mà không cho khối lượng thì bây giờ cách tính như thế nào? Chúng ta lấy cái phần bù ngược lại, tức là chúng ta lấy động năng sau phản ứng là phần màu đỏ trừ cho cái phần màu đỏ phía trước phản ứng là v kép không, thì nó cũng chính là cái delta v kép, tức là phần năng lượng tỏa hoặc thu phản ứng. Ở cái mô hình thứ hai là mô hình tương tự như mô hình thứ nhất nhưng mà áp dụng cho cái phản ứng là thu năng lượng, tức là ý ở đây là cái phần m c bình nó nhiều hơn phần m rho c bình, cách tính hoàn toàn tương tự. Như vậy là chia sẻ vừa xem với các em hai cái cách tính đầu tiên. Xin nhắc lại là nếu người ta cho mình biết khối lượng các hạt thì mình tính theo cái phương án là m rho trừ m nhân c bình. Nếu đề bài cho mình cái động năng hoặc động lượng của các hạt thì mình tính theo phương án là lấy tổng động năng sau trừ động năng trước của các hạt thì sẽ được là năng lượng tỏa hoặc thu phản ứng. Còn một vấn đề thứ ba nữa khó hơn một chút, thì cái chỗ này mang tính chất là thông báo, vì hiện nay thì trên tinh thần giảm tải thì chúng ta cũng không có nghiên cứu nhiều. Đấy là nếu đề bài cho năng lượng liên kết hoặc năng lượng liên kết riêng, như vậy cái này nó không liên quan gì khối lượng các hạt và động năng hết, họ chỉ cho năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng, thì việc tính toán cái năng lượng tỏa thu phản ứng là theo quy tắc sao? Lấy tổng năng lượng liên kết của các hạt tạo thành sau phản ứng. Đây này, đây là năng lượng liên kết của hạt x phải, năng lượng liên kết hạt y phải. Chúng ta trừ cho tổng năng lượng liên kết của hạt tham gia phản ứng, tức là năng lượng liên kết hạt x và hạt y. Ở cái phần thứ ba này thì nếu có điều kiện các em tìm hiểu, nghiên cứu thêm ở trong các cái tài liệu. Nói chung là khuyến khích các em tìm hiểu và học tập. Thì cơ bản hai cái phương án đầu tiên là các em phải vận dụng tốt. Phần các định luật bảo toàn trong phản ứng nhân là thầy đã vừa trình bày xong, và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng trong một cái bài toán để có thể khắc sâu được cái kiến thức. Thì nội dung cái ví dụ này như sau. Hạt boloni 84210 là hạt nhân kém bền, phán ra hạt heli 24 còn gọi là alpha và biến đổi thành hạt nhân x. Các câu hỏi như sau. 1 là viết phương trình phản ứng. 2 là biết khối lượng các hạt là mx bằng 205,9744 u, m boloni bằng 209,9828 u, m alpha là bằng 4,0015 u. Bỏ qua động năng ban đầu của boloni và lấy u nhân c bình bằng 931,5 mega ev.
A. Tính năng lượng của phản ứng. B. Năng lượng của phản ứng tỏa ra dưới dạng động năng của các hạt, tính động năng hạt alpha. Như vậy để giải quyết cái bài toán này, chúng ta vận dụng bốn cái định luật bảo toàn đã hạt. Thì ở cái ý thứ nhất là viết phương trình phản ứng. Thì chúng ta chú ý là như thế này. Theo như cái đề nói thì là hạt boron đúng không ạ? Phóng ra hạt alpha, như vậy cái hạt nhân còn lại là x. Thì mục đích của chúng ta là tìm A với Z, thì chúng ta sẽ sử dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số Newton. Thì cụ thể như sau. 210 bằng 4 cộng A. Chúng ta sẽ nhẩm ngay ra A bằng 2 là 6. Ở đây là 84 là bằng 2 cộng Z. Chúng ta sẽ có là Z bằng 82. Như vậy hạt nhân của chúng ta là hạt có số thứ tự là 82, số khối là 2 là 6. Thì chúng ta xác định nó là hạt chì. Thì tất nhiên là ở đây chúng ta biết rằng ở ô 82 là hạt chì. Còn nếu không chúng ta vẫn cứ thể ghi là hạt x 82 hay là 6 bình thường. Cái phương trình chúng ta đã hoàn thiện là boron 84 210 cho ra hạt heli 24 và hạt chì 82 hay là 6. Bây giờ sang cái nội dung thứ hai. Thì đề bài yêu cầu chúng ta là tính năng lượng của phản ứng. Chúng ta biết rằng để tính năng lượng phản ứng thì chúng ta có 3 cách. Cách thứ nhất là nếu đề bài cho chúng ta khối lượng các hạt thì chúng ta sẽ tính bằng phương án là lấy m0 trừ m nhân c bình. Nếu đề bài cho động năng hoặc động lượng các hạt thì chúng ta tính bằng phương án là lấy tổng động năng các hạt tạo thành trừ tổng động năng các hạt tham gia. Và phương án thứ ba là chúng ta dựa vào năng lượng liên kết hoặc năng lượng liên kết riêng. Thì ở bài toán này chúng ta sẽ sử dụng phương án thứ nhất vì đề bài đã cho khối lượng các hạt. Cụ thể, cái m zero của chúng ta là khối lượng của các hạt tham gia phản ứng, ở đây chỉ là hạt boron. M tức là tổng khối lượng nghỉ của các hạt tạo thành sau phản ứng là hạt heli và hạt chì. Ở đây tôi viết ghép là MbO trừ M alpha cộng Mx tất cả nhân C bình. Thì khi thay số chỗ này các em cần lưu ý một việc là khối lượng các hạt tính theo đơn vị U là không được phép bỏ sót chữ số thập phân nào. Nhìn cái đề chép cho nó kỹ vào và nhập vào máy tính chính xác từng chữ số một. Và nếu chúng ta mà làm lỗi chỗ này thì coi như cái kết quả sẽ bị lỗi. M boron là 209,9828. M alpha nhìn tỷ lệ đề này 4,0015. Đây nè. Mx đề bài cho chúng ta là 205,9744 thì bên này phải là 205,9744. Người ta nhập số vào máy tính tuyệt đối chính xác vào. Sau đó nhân cho C bình và các em chú ý rằng ở đây chúng ta tính bằng đơn vị U, cho nên U nhân C bình thì chúng ta sẽ thay vào bằng thay cái hệ số quy đổi ta là 931,5. Lấy khối lượng tính bằng U nhân 931,5 thì sẽ ra năng lượng tính bằng MeV. Và kết quả của cái bài này là 6,43 MeV. Chúng ta giải quyết được cái vấn đề thứ nhất của câu ý thứ hai, tức là tính năng lượng phản ứng. Bây giờ cái vấn đề thứ hai của ý thứ hai là năng lượng của phản ứng tỏa ra dưới dạng động năng các hạt. Thì với cái cách mà diễn đạt cái đề như thế này, chúng ta hình dung rằng là cái năng lượng của phản ứng này là 6,43 này. Như vậy là nó chính là động năng của hạt heli và hạt x. Như vậy chúng ta sẽ có cái phương trình là K alpha cộng K x là bằng delta V. Để đi tìm cái động năng của hạt alpha thì chúng ta cần lưu ý ở chỗ, lưu ý thêm một chỗ, tức là ở đây đề bài nói bỏ qua động năng ban đầu hạt boron, có nghĩa là cái hạt boron này đứng yên. Cho nên chúng ta còn một cái định luật bảo toàn nữa trong bốn định luật đã hạt, đấy là bảo toàn động lượng. Và động lượng trước phản ứng là bằng zero. Động lượng sau phản ứng là động lượng của hạt alpha và hạt x. Chúng ta có P alpha cộng phi x bằng 0. Hai vector cộng nhau bằng 0, tức là hai vector đó ngược chiều cùng độ lớn. Cho nên cái phương trình của chúng ta được biểu diễn lại như sau. K alpha cộng K x bằng delta V kép. Độ lớn phi alpha bằng độ lớn phi x thì chúng ta sử dụng cái mối liên hệ giữa động lượng và động năng. Cụ thể là phi bình phương bằng 2 lần mk. Ở đây là 2 lần m alpha k alpha bằng 2 lần mx k x.
công việc của chúng ta chỉ là thay số. Thì khi thay số chúng ta lưu ý một cái việc, đấy là cái chỗ mà khối lượng alpha đấy ở bên đề bài nó cho 4,0015 tính bằng đơn vị u ấy, thì ở đây chúng ta có thể là thay gần đúng là bằng số 4, bằng số khối. Cái chỗ hạt x tức là khối lượng của nó là 205,9744 u thì chúng ta có thể lấy gần đúng bằng 206. Chỗ này cũng xin nhắc lại các em là chúng ta chỉ sử dụng cái đơn vị u trong việc đơn vị khối lượng các hạt tính theo đơn vị u trong việc tính toán năng lượng nghĩ của các hạt thì phải chính xác tới từng chữ số thập phân theo đề bài cho. Còn lại trong cái việc tính toán về động năng, động lượng hoặc là vận tốc các hạt mà khi cần về mặt khối lượng cũng chúng ta có thể lấy gần đúng bằng số khối. Thì giải cái hệ phương trình này, kết quả ta thu được là động năng hạt alpha là 6,31 MeV và động năng hạt x là 0,12 MeV. Thì kết quả của cái bài toán này cũng cho chúng ta một cái đánh giá sơ bộ là với một cái phản ứng phóng xạ, tức là như thế, phóng xạ như thế này, nếu hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên ấy, thì các cái hạt tạo thành này là thứ nhất là chuyển động ngược chiều nhau, thứ hai là cái hạt mà nó cần nặng, ví dụ như hạt trì 206 hạt nặng thì động năng nó nhỏ, còn hạt nhẹ thì động năng tương đối lớn, chiếm tỷ lệ lớn. Thì thông qua ví dụ này để giúp các em là khắc sâu lại cái kiến thức về các định luật bảo toàn áp dụng cho phản ứng hạt nhân. Thì tiết học của chúng ta đến đây là hết, và chúc các em học tập tốt.